Nội dung tự do nam Bạch Long Hải của Thanh Liêm trang phục đỏ gặp vận động viên Lê Văn Hiệp của Duy Tiên trang phục xanh. Chúng ta sẽ xem thi đấu tự do nam Nguyễn Ngọc Thống Nhất của Thanh Liêm. Nguyễn Ngọc Thống Nhất của Thanh Liêm và vận động viên của Duy Tiên. Mời vận động viên. Tôi xin giới thiệu hạng cân trên 65 kg bậc dân tộc vận động viên Duy Lý Nhân trang phục, vận động viên Nguyễn Văn Vũ của Thanh Liêm, Ma Thiên Bảo Thảo. Hai vận động viên chuẩn bị, các trợ lý chuẩn bị, hai vận động viên xe đài. Hai vận viên kết thúc tài chuẩn bị hiệp thứ nhất bắt đầu. Mời hai vận viên trong cả thi đấu thi đấu đứng đứng. Như vậy vận động viên tiếp tục. Bạch Long Hải đã thắng. Như thế vận động viên Bạch Long Hải áo đỏ rồi đã thắng.